Chào mừng các em đến kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em khoa học tự nhiên 8, bài số 30, sách kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hà Liêm nên cam khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay, mình sẽ học phần sinh học bài số 30 khái quát về cơ thể người, trang 123-124. Mục tiêu bài học hôm nay, mình sẽ nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người. Trước hết, mình sẽ câu hỏi đầu bài. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng để phân biệt với người khác như là màu da, chiều cao và nhóm máu. Ngoài sự khác nhau đó thì cấu tạo cơ thể người có những đặc điểm chung nè. Giờ câu hỏi này một chút nữa mình sẽ trả lời sao nha. Chứ mà sao học bài chứ. Một la mã mà sao học về khái quát về cơ thể người. Cơ thể người bao gồm các phần gồm có phần đầu, cổ, khăn, hai tay và hai chân. Toàn bộ cơ thể được bao bọc bên ngoài bởi một lớp da, dưới da lớp mỡ, dưới mỡ sẽ là cơ và xương. Mình sẽ quan sát hình ở đây thì đây là cấu tạo cơ thể người gồm có phần đầu này, phần cổ, tay và chân, phần khăn, hai tay và hai chân. Toàn bộ cơ thể mình thấy là có bao bọc bên ngoài bởi một lớp da, phía dưới da sẽ là mỡ, phía dưới mỡ sẽ là cơ và xương. Xương chính là bộ khung để chống đỡ cơ thể chúng ta có thể đứng được. Đúng này. Hình 30.1 là cấu tạo khái quát cơ thể người. Tiếp theo mình sẽ phần hay là mã vai trò của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người. Các hệ cơ quan trong cơ thể người gồm có hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết và hệ sinh dục. Mình sẽ quan sát bảng 30.1 vai trò chính của các cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người. Trước hết mình sẽ nói về hệ vận động gồm có cơ, xương và khớp. Có vai trò là định hình cơ thể, bảo vệ nội quan, giúp cơ thể cử động và di chuyển được. Tiếp theo mình sẽ học về hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn gồm có các cơ quan gồm có tim và mạch máu. Vai trò chính là vận chuyển chất dinh dưỡng, oxygen, hormone, đến các tế bào và vận chuyển chất thải từ các tế bào đến các cơ quan bài tiết để thải ra bên môi trường bên ngoài. Tiếp theo là hệ hô hấp. Hệ hô hấp gồm có đường dẫn khí từ mũi, họng đến thanh quản, khí quản tới phế quản và đến hay lá phổi. Hệ hô hấp giúp cơ thể lấy khí oxygen từ môi trường và thải ra khí carbon dioxide ra khỏi cơ thể. Tiếp theo là hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa gồm có ống tiêu hóa từ miệng đến thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn và các tuyến tiêu hóa. Vai trò chính là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được và loại chất thải ra khỏi cơ thể. Tiếp theo mình sẽ nói về hệ bài tiết. Hệ bài tiết gồm có phổi, thận và da, giúp chúng ta lọc các chất thải có hại cho cơ thể từ máu và thải ra môi trường bên ngoài. Tiếp theo là hệ thần kinh. Hệ thần kinh gồm có não, tủy sống, dây thần kinh, hạch thần kinh. Vai trò chính là thu nhận các kích thích từ môi trường, điều khiển và điều hòa hoạt động các cơ quan giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống. Tiếp theo là các giác quan gồm có thị giác, khứu giác, vân vân, giúp cơ thể nhận biết được các vật và thu nhận âm thanh. Như mình nhớ là mình có tất cả là 5 giác quan, đúng không? Tiếp theo là hệ nội tiết, gồm có tuyến yên, tuyến giáp, tuyến tỵ, tuyến chinh khẳng và tuyến sinh dục, giúp điều hòa hoạt động các cơ quan trong cơ thể không qua việc tiết một số loại hormone tác động đến các cơ quan nhất định. Tiếp theo là hệ sinh dục, ở nam gồm có tinh hoàn, ống dẫn tinh, túi tinh và dương vật, ở nữ gồm có buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và âm đạo, giúp cơ thể sinh sản và duy trì nội dung. Giờ tiếp theo mình sẽ câu hỏi đọc thông tin trong bảng 30.1 và thảo luận để trả lời câu hỏi ở phần khởi động. Như về phần khởi động mình sẽ nói về đặc điểm chung của cấu tạo cơ thể người. Đúng này. Như về câu hỏi này các em có thể trả lời như sau. Thì mình thấy là cấu tạo cơ thể người có sẽ có những đặc điểm chung gồm có cơ thể người được cấu tạo gồm có phần đầu, cổ, khăn, hai tay và hai chân. Toàn bộ cơ thể người được bao bọc bởi bên ngoài bởi một lớp da, dưới da lớp mỡ, dưới lớp mỡ là cơ và xương. Các hệ cơ quan trong cơ thể người gồm có hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết và hệ sinh dục. Mỗi hệ cơ quan là cấu tạo bởi các cơ quan và thực hiện vai trò nhất định. Đúng. Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng.
Và tiếp theo mình sẽ đọc phần thông tin. Khi chúng ta ngủ thì túi mật gan và phổi hoạt động mạnh nhất để loại bỏ độc tố ra cơ thể. Trong khi đó, tim và ruột non và bóng đáy sẽ hoạt động ở mức thấp. Mỗi cơ quan trong cơ thể sẽ làm việc với công suất lớn nhất vào một khoảng thời gian nhất định, có một khung giờ khác và có một khung giờ khác để nghỉ ngơi. Do đó cần có kế hoạch làm việc, ăn uống và nghỉ ngơi phù hợp để có một cơ thể khỏe mạnh nha. Như vậy bài học hôm nay mình đã học được những gì? Trong bài học hôm nay em đã học được là cơ thể người gồm có phần đầu, cổ, khăn và tay và chân. Các hệ cơ quan trong cơ thể người gồm có hệ vận động, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, hệ bài tiết, hệ thần kinh và các giác quan, hệ nội tiết và hệ sinh dục. Mỗi hệ cơ quan có vai trò nhất định và mối quan hệ chặt chẽ với hệ cơ quan khác. Như vậy sau bài học hôm nay em có thể kể tên và nêu một vai trò chính của các hệ cơ quan trong cơ thể mình. Chính là cái bảng này. Bảng này chính là cái hệ cơ quan, các cơ quan trong từng hệ cơ quan và vai trò chính của cơ thể. Đúng này. Và như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu không thấy giảng dễ hiểu và khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.